Chào mọi người nha, lâu quá rồi mình không có làm video về máy khoan vì công việc Tết bận cũng nhiều. Hôm nay rảnh rỗi mình lôi mấy cái máy mà mình sưu tầm về đây, vệ sinh trải nghiệm rồi sẽ đăng lên shop cho mọi người. Thực ra thì mình mua mấy máy khoan này về là cũng trải nghiệm rồi, nói chung là chia sẻ anh em thôi chứ cũng không có buôn bán gì. Giá cả thì mình mua nó cũng không có được rẻ, nên khi là chia sẻ lại cho anh em qua các cái gian hàng nó cũng tốn phí rồi tốn công này nọ, nói chung là hợp lý thì anh em ủng hộ. Chứ mình mua máy về rồi mình cũng phải vệ sinh rồi sàng lọc đây, ví dụ như là có nhiều máy mua về nó bể này, rồi có nhiều máy là mua về là nó bị như thế này mọi người à. Đó, khi người ta test mình không có biết, nhưng mà khi mua về là nó, cái đầu nó lắc nè. Đó, thì trong thâm tâm của mình á, những cái máy như thế này mình không thể bán cho mọi người được. Thứ nhất là mình phải tháo ra mình thay cái bạc đạn này đó, mình không có thì mình phải kiếm cái bạc đạn khác mình thay vào thì mình có thể là bán cho mọi người, chứ không thể nào mà bán mọi người cái đầu lắc như thế này được. Thứ hai, mọi người, những cái máy mình mua về á, đa phần á là mình tháo ra là nó hay bị bể mấy cái nút rồi nè đó. Những cái máy này là mình luyện nha, mình không thể nào bán cho mọi người nha. Đó, gãy này, hai gãy nè, một cái máy mình gãy hết hai cái chốt này thôi thì nói chung là mình cũng là bỏ rồi đó. Đó, thứ ba là những cái máy nó lại hư công tắc. Đó, hư công tắc cò nè mọi người, máy này là hư công tắc không đảo chiều được nè. Là khi mình mua về như vậy mình phải sàng lọc á mọi người. Rồi có những cái máy mà nó hư đầu măng ranh các thứ, rồi vỏ nó xấu quá là mình phải bỏ cái vỏ và mình tháo bỏ đầu măng ranh đây mọi người. Nói chung là cái máy mình á, là nó đã cũ rồi á, khi mình tháo ra tháo vô vệ sinh thì nhiều đôi lúc nó cũng bị mẻ bể chỗ này chỗ nọ. Thì mình bán hàng như vậy qua Shopee á, là có lợi cho mọi người rất là nhiều, vì khi mình bán á, là mình phải mô tả sản phẩm rõ ràng, chụp hình rõ ràng cho mọi người để mọi người biết và mọi người lựa chọn rồi mọi người mới đặt hàng. Có nhiều trường hợp là các bạn không có đọc phần mô tả là các bạn cứ đặt hàng đại là không có được. Rồi hôm nay thì mình sẽ nói cho mọi người là cái mấy cái cò hôm bữa giờ là vẫn còn hàng đây, còn một số cái thôi, mình cũng bán rất là nhiều cái cò 25.000 mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ test sơ một số máy cho mọi người xem nè. Rồi bây giờ là mình sẽ test cái máy này. Cái máy này là Ryobi, máy này là full chức năng à mọi người. Đó, có điều tốc nè, đó có thắng là mọi người, đảo chiều nè. Đó, máy này có 22 cấp trượt, một cấp khoan và có hai cấp tốc độ mọi người. Đấy, máy này cái cấp cấp trượt này nghe nó cũng đã tai lắm mọi người. Đó, thì cái máy này hiện tại mình chỉ test chức năng cho mọi người thôi, chứ cái máy này đã hiện tại nó đang bị rơ cái đầu mọi người. Mình sẽ tháo ra và mình vệ sinh kiểm tra lại cái đầu, có thể là phải thay bạc đàn cái đầu thì mới có thể là bán cho mọi người nè. Đó mọi người nhìn cái đầu nó hơi rơ này đó. Rồi cái máy này thì cũng giống cái máy hồi nãy nha mọi người, cũng Ryobi 7.2 full chức năng. Đảo chiều đây, cấp 1, cấp 2, cấp số 1 đó mọi người, 22 cấp trượt đó mọi người. Đây là cấp khoan, cấp trượt. Đó mọi người, máy này thì cái đầu không rơ nè, còn tốt nè, mình nhìn bên trong nhìn cũng còn mới. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ test một số cái máy khác, máy lạ nha mọi người. Cái máy này thì nó không có vỏ pin, cái máy này mình thấy nó đẹp á, mình sưu tầm thôi nhưng mà nó không có vỏ pin. Nếu mà mua về là đổ pin luôn trong này mọi người, đây là con Makita 7.2V. Có hai cấp tốc độ nè, hai low nè mọi người, và cái đầu phi lốc nè. Đó, mình thấy cái đầu phi lốc đẹp đẹp và cái thân máy cổ đẹp đẹp nên mình sưu tầm về, và cái cò này là có thắng nè mọi người. Mọi người xem video thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình để có động lực ra những video tiếp theo nha mọi người. Rồi ở đây thì mấy cái máy này nó quen quá rồi thì mình cũng không có test nè mọi người, máy này thì mình hay test lắm. Con này thì nhông full kim loại, cái vỏ nhìn chắc chắn. Nói chung là những dòng Makita thì nó rất là bền, cái vỏ nó cũng bền mà cái con ốc xiếc mà mọi người nhìn thấy nó cũng rất là to nè. Đó, cái con ốc này
đó. Còn con này là Toshiba mọi người, hai con này là Toshiba, mình thử với mọi người đó. Con này thì cũng 5 cấp trượt 1 cấp khoan. À, con này là pin nó cũng còn dữ nè mọi người. Rồi ở đây mình có mấy cái máy mà mình cái vỏ nó bị hư á, rồi đầu măng ranh mình tháo ra hết. Mình sẽ một là bán hộp số, hai là bán cò riêng motor này. Đây 12V nè mọi người, đó, cấp điện 12V này, thử mọi người luôn. Đó, bộ này là điều tốc không mọi người. Không thắng. Đó, những cái bộ này là mọi người về là mọi người chế cháo được. Đó, hai bộ này như nhau mọi người. Và còn một số máy cũ mà trước Tết mình vệ sinh mình không có đăng bán này mọi người. Đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe. Hẹn mọi người trong những video lần sau.